Chào người nha, em có cây bắp cỏ Eutin FS86 này, tâm tâm nhôm, tâm rời. Thì cái loại tâm nhôm này thường bỏ bãi nó hay bị bong, tự bong sơn. Vì mình sơn lại màu trắng nên cũng dễ sơn lắm. Mặt nạ em thấy còn đẹp. Bồ. Chụp giật đẹp nha. Con này thì đầu máy này thì thấy đồ đạc đồ nó liền lạc hết mọi người. Đây, còn ở đây. Cầm zin nha. Đây tin luôn này. Nhìn hết kìa. Đầu bò to luôn. Đây. Ok, đây cái lá của nó đây, để ra bóp luôn nha. Đây. Đây, để ra bóp luôn này. Không chắc ở trên này luôn nè. Ok. Này tay này không có gãy đâu gì hết nha. Mấy thằng Nhật nó tự nó quấn bên keo đó, chứ đó cầm cái nắp, nhìn thấy cần cái nắp có đẹp không? Đúng rồi đây nha. Cái này là để bỏ cho nó gọn. Cái này thấy nó giật hơi. Cái này em bao hơi vô nha. Bao hơi, máy có lửa nha. Bao hơi. Cái này để cho con này không biết là 34-35 ly gì sao. Công suất nó chắc hay 26-28 cc gì. Con này bền lắm, trong bò khỏe lắm nha. Ống cần này, ống cần 26. Con này em để cho 1.2 nha. 1.2 không bao ship nha. Là bao hơi nha. Máy có lửa nha. Máy này thì em thấy nó đủ đồ nè. Nó không có chén cỏ nha. Chén cỏ anh em về tự mua. 1.2 nha, không bao ship.